Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người phương pháp diện chẩn điều trị u xơ tử cung. Thì tôi có cơ duyên được học cái phương pháp diện chẩn từ thầy Bùi Dũng Thắng, và tôi thấy cái phương pháp này rất là hay. Do thầy Bùi Quốc Châu phát minh ra. Và cái phương pháp này nó nói rằng cái cơ thể của con người rất là vi diệu. Thì trên cái gương mặt của chúng ta có đầy đủ và toàn bộ những cái vị thuốc mà khi mà chúng ta tác động đến những cái huyệt đó thì tức khắc cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra những cái loại thuốc mà để chữa bệnh cho cơ thể chúng ta. Thì không có một cái loại thuốc nào mà tốt và không có tác dụng phụ như là cái loại thuốc mà do cơ thể của chúng ta để sản sinh ra để mà điều trị cho chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái quy trình điều trị u xơ tử cung. Thì cái quy trình điều trị u xơ thì gồm có 2 bước. Cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm các huyệt như sau. Các anh chị có thể ghi lại để mà chúng ta có thể tự chữa bệnh cho bản thân cũng như là tự chữa bệnh cho những người thân trong gia đình khi mà họ mắc phải những cái chứng u xơ tử cung này. Thì đầu tiên là huyệt, bước 1 chúng ta sẽ bấm huyệt 41, huyệt 143, huyệt 127, huyệt 19, huyệt 37, huyệt số 8. Bước 2 là chúng ta sẽ bấm và hơ nhan ngải cứu ở các huyệt như là huyệt 53, huyệt 63, huyệt 19, huyệt 23 và huyệt 174. Thì bắt đầu cái bước 1 thì chúng ta sẽ bấm đầu tiên là huyệt 41. Huyệt 41 được xác định là nó nằm ở bên bên phải của vùng mặt ngay cánh mũi, kéo thẳng qua. Khi mà chúng ta nhìn thẳng thì ở ngoài của cái lồng đen, kéo thẳng xuống lồng đen, rìa ngoài kéo thẳng xuống, đụng cánh mũi kéo qua chỗ nào thì đó là huyệt 41. Chúng ta sẽ xác định huyệt 41 nó nằm ở đây. Đây, cánh mũi kéo qua, rìa ngoài mắt kéo xuống. Huyệt 41 chúng ta sẽ ấn và dây khoảng độ 15 lần. Ấn và dây như thế này. Chúng ta sẽ ấn và dây như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn huyệt 143. Huyệt 143 chúng ta sẽ xác định là nó nằm ở giữa mũi, ở vị trí này. Xác định ở đây, chúng ta sẽ ấn vào dây như thế này khoảng 15 lần. Ấn vào dây khoảng 15 lần. Đây. Ấn dây 15 lần. Tiếp theo là huyệt 127.
Nguyệt 127 chúng ta xác định bằng cách là khi mà chúng ta ngửa càm lên thì chúng ta thấy có một cái vòng chữ C như thế này. Thì đầu đỉnh vòng chữ C đó là Nguyệt 127, chúng ta xác định nó nằm ở đây. Này. Chúng ta ấn vào dây khoảng 15 lần. Tiếp theo là nguyệt 19. Nguyệt 19 chúng ta xác định đó là nó nằm ở chân cánh mũi ở giữa chỗ này. Chúng ta xác định đây là nguyệt 19. Ấn vào dây khoảng 15 lần. Tiếp theo là nguyệt 37. Nguyệt 37 chúng ta xác định nó là ngay ở cánh mũi này. Chúng ta xác định điểm ở giữa. Chúng ta xác định điểm ở giữa. Và ngay ở giữa lòng đen kéo xuống, khi mà nhìn thẳng thì ở đây chúng ta xác định nguyệt 37 nó nằm ở đây. Chúng ta phải ấn vào dây khoảng độ 15 lần. Tiếp theo là nguyệt số 8. Nguyệt số 8 chúng ta sẽ xác định nó nằm ở trên cánh mũi, nhưng mà khi mà chúng ta chia cái vòng mắt, lòng đen mắt chia ngang qua thì nó đụng chỗ nào ngay cánh mũi thì chúng ta sẽ xác định đó là nguyệt số 8. Ở giữa lòng đen mắt kéo qua đụng lỗ mũi, ở giữa lòng đen mắt kéo qua đụng lỗ mũi, nguyệt số 8. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ bấm, bước 2 á, là chúng ta sẽ bấm nguyệt 53. Nguyệt 53 nó nằm ở đây. Đây, đầu nguyệt 53. Chúng ta sẽ ấn vào dây khoảng 15 lần. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm nguyệt 63. Nguyệt 63 chúng ta xác định là chia giữa vùng miệng này, thì nguyệt 63 nó nằm ở giữa. Nó ấn vào dây khoảng độ 15 lần. Sau đó là chúng ta sẽ ấn nguyệt 19. Nguyệt 19 là ở giữa vùng chân cánh mũi này. Chúng ta cũng ấn vào dây độ khoảng 15 lần. Ấn vào dây. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn nguyệt 23. Nguyệt 23 thì nó nằm ở giữa chia cái vòng cánh mũi này ở giữa, chúng ta kéo lên, nằm ở giữa là nguyệt 23. Này cũng ấn vào dây độ khoảng 15 lần. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm nguyệt 174. Nguyệt 174 thì có hai bên, bên trái và bên phải. Bên trái thì chúng ta sẽ ấn ở đây kéo xuống. Chúng ta sẽ chia cái vùng cánh mũi làm hai, chúng ta ấn ở đây. Ở đây. Vậy là chúng ta sẽ ấn bên trái nguyệt 174 nè. Bên phải nguyệt 174. Thì xong rồi,
Sau khi nó xong rồi chúng ta sẽ đốt cái nhang nhảy cứu này lên. Chúng ta đốt dùng hột quẹt, chúng ta đốt lên thì nó cháy cho đỏ rực cái phần này. Thì chúng ta sẽ hơ hơ cái nguyệt, các nguyệt của bước 2, bao gồm các nguyệt là 53, 63, 19, 23, 174. Thì chúng ta sẽ đốt hơ lên, thì chúng ta sẽ hơ cái vùng mỏ miệng ở đây, là cái vùng này, từ đây tới đây là nguyệt 53 tới 63 và 19, 53, 63, 19 hơ ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ hơ nguyệt 23 và 174, nó nằm ở vùng đây. Nãy chúng ta bấm cho đây thì chúng ta hơ ở đây. Ta hơ độ khoảng nửa phút tới 1 phút, 30 giây tới 1 phút. Thì như vậy là đã kết thúc một cái quy trình chữa u xơ tử cung. Thì cái phương pháp này đòi hỏi các anh chị phải làm khoảng từ 6 cho tới 10 lần một ngày thì nó mới có hiệu quả. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp đỡ được tất cả những ai đang bị u xơ tử cung, sẽ điều trị hết căn bệnh này.